Ồ hay dữ ta. Ồ dữ thiệt. Lên hàng anh em ơi. Lên hàng không, lên hàng không? Ồ đã rồi. Ồ nó căng ngát. Từ từ nha, đem ra đây bẻ ảnh mới được nha. Gương của mày có ai cái chừng nó quất cái là xin ba chào ạ. Từ từ thôi. Bữa nay hai anh em đi câu giải trí chơi cả nhà ơi. Coi chừng nó rút cái tay lại để nó dứt vô tay mày. Cái ngát đừng giỡn mặt với nó. Đem ra đây nè lấy kìm gỡ. Trời ơi mày lại mày lấy đi tao ấy nữa. Còn thôi ráng gỡ coi chừng nó nẹt một cái là má nhìn không ra. Lên hàng anh em ơi. Dính được à, em có ngát rồi. Giờ nó đang gỡ ha. Ba cây đàn câu đằng đây chưa con nào ăn hết trơn. Im không? Mày 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 gỡ sức rồi chưa? Sức rồi nhưng mà phải lại đây cắt ngạnh mới được chứ không giỡn với nó được nha. Lên đây vậy? Rồi gướng nọc rồi. Lên được con cá ngát rồi cả nhà ơi. Thì hai anh em mình đang câu cặp cái hầm cá mấy ngoài sông cái nè cả nhà. Bữa nay đi câu giải trí giải phơi một bữa. Đây là sông lớn ha, bên kia là bên Tân Phong. Tân Phong huyện Cai Lệ tỉnh Tiền Giang, còn hướng bên đây là thuộc cố huyện Long Hồ nha cả nhà. Chút xíu nó đem lại đây rồi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà nha. Lên hàng anh em ơi, được một em cá ngát. Con đó khoảng mấy trăm gram. Cắt ngạnh chưa? Rồi. Cắt ngạnh rồi được. Khoảng 400 nữa kia. Ồ hay dữ ta. Ồ dữ thiệt. Lên hàng anh em ơi. Quá ngon quá ngon. Cá ngát này cỡ chừng 400 gram được. Khởi lý mở hàng đường con nha anh em. Ngồi chút xíu nữa. Chụp mẹ xuống khoan đi. Đó chút xíu lên cá anh em mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình coi nữa nha. Được được. Có hơn không. Đam mê mà dính có cá là mừng rồi. Đam mê là ok rồi. Ở đây có một cái bến phà qua sông đó cả nhà. Thì bến phà này là kêu là bến phà Bình Hòa Phước đi Cá Bè ha. Ở đây có một bến phà nè. Bến phà này sẽ qua bên Tân Phong ha. Qua bên thị trấn Cái Bè. Đó, hướng này thì mình thấy vô mấy xã Cù La của huyện Long Hồ ha. Đó, thì anh em mình nó đang đứng đằng kia ha. Vừa câu cá vừa mò tép luôn á bà ơi, có mồi sẵn luôn. Kệ mò đừng làm ơn đừng mồi cái nồi người ta kỳ lắm nha cha nội. Mình tép còn nhiều lắm, mình còn trong cái thùng nè. Mình còn trong thùng bao la này để mồi vô cái nồi người ta kỳ đó mà nha ông. Anh em nó hai cây mình ba cây. Ba cây câu, đây hai cây nè. Đó, chút xíu dính cá lên hàng quay cho mọi người coi tiếp nha.